Và xung quanh đây nó có khoảng từ 6 đến 10 khu công nghiệp đang được triển khai mới, mở rộng. Và có một khu công nghiệp lớn nhất tại tỉnh Bình Phước. Chào mừng anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Trong nội dung ngày hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ về những cái cơ hội tại thị trường bất động sản công nghiệp ở Bình Phước. Nó đang có thực tế ngay ở mùa đóng băng như hiện nay. Và hiện tại chúng ta đang ở một cụm công nghiệp đang là khởi công ở Bình Phước. Cụm công nghiệp này do doanh nghiệp là chủ đầu tư, rộng khoảng 200 hecta. Hôm nay mặc dù là ngày nghỉ nhưng mà nhà thầu vẫn làm việc. Đây là một quyết tâm lớn cho bất động sản công nghiệp ở Bình Phước. Và xung quanh cái khu vực mà Nguyễn Đoàn đang đứng ấy, thì nó gần trung tâm thị trấn của tỉnh Bình Phước là Tân Phú quý vị nhá. Và xung quanh đây nó có khoảng từ 6 đến 10 khu công nghiệp đang được triển khai mới, mở rộng. Và có một khu công nghiệp lớn nhất tại tỉnh Bình Phước. Và quay trở lại cái nội dung chính, tại sao chúng ta lại nhìn thấy được cơ hội bất động sản công nghiệp ở Bình Phước ngay ở mùa đóng băng như thế này? Bởi vì cái thứ nhất, như anh chị thấy thực tế, cách đây khoảng 1 năm thì khu vực này nó toàn là cao su thôi. Toàn là cao su, không có đường xá, không có cột điện, không có đường nhựa đẹp như thế này. Nhưng thời điểm này nó gần như đã hoàn thiện hết rồi, khoảng được 80%. Và cái thứ hai là giá bất động sản đang được đao chen xuống, đang được đao xuống khoảng 30-40%, thậm chí 50%. Tất nhiên là tùy từng người bán, chứ không phải tất cả những nhà đầu tư nào họ thật sự cần tiền thời điểm này, giải quyết công việc thì họ mới bán. Thì đây chính là cơ hội dành cho những nhà đầu tư về sau. Và tất nhiên đầu tư vào cái thời điểm này thì không phải dành cho tất cả mọi người, bởi vì chúng ta là giống như một hành động giống như kiểu bầy đàn vậy quý vị ạ. Nghĩa là khi mà nhiều người đi mua thì chúng ta ồ ạt đi mua. Giống như bất động sản tại Bình Phước cách đây vài tháng đến một năm ấy, thì nhà nhà người người đi mua bất động sản là chưa hiện thực như thế này. Giá cỡ nào cũng mua. Và nhiều người bị mắc lại ở thị trường do là hành động theo cảm xúc và hiệu ứng đám đông. Và tất nhiên để ra quyết định vào cái thời điểm này ấy, khi mà nền kinh tế đang có những cái sự tác động lớn, ví dụ như là chiến tranh, suy thoái, thì ai đưa ra quyết định thì thường họ sẽ có những cái câu hỏi như là bất động sản thời điểm này đã là đáy chưa, nó còn tăng nữa hay không, nền kinh tế thời gian tới sẽ như thế nào. Đây là những câu hỏi mà đang hiện thực trong đầu tất cả chúng ta, đặc biệt là những anh chị đang có nhu cầu đầu tư. Và chúng ta có thể nhìn qua một bức tranh là hiện nay quý vị ạ, lãi suất tại nước ta đang có chiều hướng giảm, bởi vì cái lạm phát tại nước ta nó đang ở con số từ 3-4% thôi. Và nhiều anh chị hỏi là tại sao cái lãi suất các nước trên thế giới như là Mỹ lại đi lên, bởi vì họ phải điều chỉnh đi lên vậy để ém lạm phát đi xuống. Còn lạm phát của nước ta đang ở cái mức tốt quý vị nhá. Cái thứ hai nữa là dòng tiền trong dân, cái sự tích lũy trong dân rất là mạnh. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái nguồn tiền trong các hệ thống ngân hàng hiện nay đang cực nhiều, và họ đang tìm cách để cho người dân vay. Đó. Và chúng ta có thể nhận định rằng hiện nay nền kinh tế tại Việt Nam chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi ngoại lực chứ không phải nội lực. Nội lực tại Việt Nam chúng ta đang rất là mạnh. Cái nguồn tiền tích lũy của người dân cực mạnh, đặc biệt là người dân ở các khu vực phía Bắc. Nguyễn Đoàn cách đây vài ngày có đọc một bài báo, thì khi mà ngân hàng huy động lãi suất tiền gửi, tăng lãi suất tiền gửi, thì cái lượng tiền trong các hệ thống ngân hàng nó tăng một cách chóng mặt, và phần lớn ở khu vực miền Bắc. Đấy. Và lạm phát của nước ta đang có những cái con số rất là ổn định quý vị ạ. Và chính trị Việt Nam chúng ta hiện nay cũng đang dần được ổn định. Đấy. Nền kinh tế đang dần dần hồi phục. Các cái quỹ đầu tư, các nhà đầu tư
nước ngoài đang dần trở về Việt Nam, bởi vì Việt Nam chúng ta đang có chính trị rất là ổn định, không khí, môi trường, con người rất là thuận tiện trong cái công việc kinh doanh của họ. Và tất nhiên đưa ra quyết định thời điểm này thì trên cái video mà Nguyễn Đoàn chia sẻ chỉ mang tính chất gọi là tham khảo để anh chị chúng ta nhìn thấy được các cái tiềm năng bất động sản công nghiệp tại Bình Phước, đặc biệt là các cái địa phương như ở Đồng Xoài, Đồng Phú và Trường Thành. Còn việc đưa ra quyết định thì anh chị chúng ta có thể tham khảo thêm để đúng với cái nhu cầu của bản thân, đúng những cái vị trí và được cái mức giá tốt nhất anh chị nhá. Còn nếu đầu tư vào cái thời điểm này thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để so sánh hơn. Thì cái việc này không có khó anh chị ạ. Chúng ta có thể so sánh những các địa phương đã phát triển mạnh về công nghiệp như ở Bình Dương. Chúng ta có thể tham khảo qua nhiều nguồn khác nhau để có được giá tốt. Chúng ta có thể đi nhiều hơn để chọn những vị trí đẹp. Và có một câu chuyện là gì ạ? Cách đây khoảng hơn 10 năm, khi mà Nguyễn Đoàn đến Bình Dương, thì thời điểm đấy, thành phố mới Bình Dương thời điểm này, lúc đấy đúng nghĩa là thành phố ma. Bởi vì thứ nhất là lượng dân cư ở rất là ít. Thứ hai, tuy là thành phố mới thật nhưng mà cái tỷ lệ nóc nhà cũng rất là thấp, các tiện ích cũng rất là ít. Nhưng thời điểm này sao? Chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì thành phố, từ một thành phố cực ít dân cư, nay đông dần, toàn là những khu đô thị, tòa chung cư, đường xá đẹp, đường rộng, hệ thống khu công nghiệp, trường học quốc tế rất là sầm uất, kinh doanh thương mại dịch vụ một cách sôi động, và các nhà đầu tư nước ngoài về với khu vực này để phát triển công việc kinh doanh của họ, để phát triển ngành nghề của họ, an cư lập nghiệp. Người lao động trên toàn quốc, nhiều người biết đến Bình Dương hơn. Và hiện nay chúng ta có thể nhìn cái bức tranh này tại các khu vực đang là phát triển công nghiệp ở Bình Phước. Thì như cách đây vài năm thì ví dụ như Đồng Phú, vài năm trước đây thì Bình Dương ở một số khu vực cũng giống như Đồng Phú thời điểm này thôi. Và trong trường hợp nếu như nhiều anh chị cho rằng biết bao giờ Đồng Phú hoặc là Bình Phước mới được như các khu vực như Bình Dương, thì nếu trong trường hợp mà chúng ta đợi đến thời điểm đấy thì liệu chúng ta có đủ tiền để sở hữu được một bất động sản không ạ? Và đến thời điểm đấy bất động sản của chúng ta còn tăng nữa hay không, khi mà hạ tầng nó đã làm đẹp hết rồi, công nghiệp đã hoạt động hết rồi, ngành nghề buôn bán kinh doanh, các cái chợ tự phát đã có hết rồi, mọc lên để phục vụ cho công nhân, thì liệu đến thời điểm đấy chúng ta đầu tư bất động sản còn lãi không anh chị? Đây là một cái thực tế chúng ta không khó để so sánh anh chị nhá. Và anh chị có thể tham khảo các cái nguồn thông tin khác ở trên mạng internet, cộng với cái việc so sánh giá bất động sản tại các khu vực với nhau, cùng với đó là cái việc đi thực tế tại nhiều khu vực, vị trí, chúng ta đo lường cái lịch sử giá để đưa ra cái quyết định. Có như vậy anh chị chúng ta mới sở hữu được những bất động sản, những bất động sản vàng mà sau này khi mà công nghiệp phát triển mạnh lên tại các khu vực như đằng sau Nguyễn Đoàn đây, thì những bất động sản của chúng ta sẽ bán cực nhanh, tăng giá cao và cho thuê dòng tiền cũng được giá nữa. Đấy là những chia sẻ của Nguyễn Đoàn ở trong video ngày hôm nay về cái chủ đề là gì ạ? Cơ hội bất động sản công nghiệp ở Đồng Phú, Bình Phước nó xuất hiện ngay tại cái thời điểm mùa đông như thế này. Anh chị và các bạn hãy chia sẻ video cho người khác và đừng quên tặng video một nút thích, cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang để lần sau nhận được những nội dung mới từ bất động sản Bình Phước, Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.